đón nhận thảm họa này đến thảm họa khác. Những kẻ thống trị địa cầu suốt từ cuối kỷ Tam Điệp cho đến kỷ Phấn Trắng cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho kẻ khác. Nhưng khi cơn bão qua đi, thì ánh nắng lại quay về, gốc rễ của cây cối sẽ mọc trở lại. Cũng giống như thế giới này, những sự sống biết thích nghi và chống chọi lại được với sự khắc nghiệt của tự nhiên, rồi sẽ trở thành những chủ nhân mới của thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Máy Thời Gian. Mình là Lẻn và đây là Đại Tân Sinh. Mốc thời gian đầu tiên mà chúng ta sẽ đến trong đại này chính là thế Paleocene, thuộc kỷ cổ cận. Trái đất sau thảm họa, thế Paleocene, kéo dài từ 65,5 đến 55,8 triệu năm trước. Từ Paleocene, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với Balaios, có nghĩa là cổ. Paleocene là giai đoạn trước của thế Eocene, tức thế Thủy Tân. Paleocene dịch ngắn gọn là cổ tân. Tên này được chọn rất hợp lý vì các hình thức sống còn sót lại sau sự kiện tuyệt chủng Phấn Trắng cổ cận sẽ tiến hóa thành các loài mới, các đại diện nguyên thủy của các loài ngày nay. Ấm lên toàn cầu, vào đầu thế cổ tân, nhiệt độ trái đất giảm đi nhiều do cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Phấn Trắng. Nhưng sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu bắt đầu trở lại vào giữa và cuối thế cổ tân, sang tận thế thủy tân, Eocene. Từ đây, một sự kiện tăng đột ngột nhiệt độ toàn cầu xảy ra. Sự kiện này được biết đến với tên gọi đỉnh nhiệt độ cổ thủy tân. Vào sự kiện này được tác động bởi sự gia tăng hàm lượng khí CO2 trong không khí, làm cho nhiệt độ toàn cầu lên đến 6 độ C trong suốt 20.000 năm, gây ra sự ảnh hưởng đến các dòng chảy trong đại dương và không khí. Mực nước biển tăng lên, gây ra cuộc tuyệt chủng hàng loạt, nhưng đồng thời cũng giúp nhiều loài phát triển mạnh. Sau cơn mưa, trời lại nắng. Mặc dù làm băng của hai cực tan chảy đến mức cao nhất, nhưng sự kiện này đã vô tình làm phát triển mạnh vùng nhiệt đới. Từ đó, diện tích các khu rừng nhiệt đới gia tăng tiến đến gần hai vùng cực, làm bàn đạp cho việc phát triển các hệ động thực vật của kỷ này. Thực vật, sự kiện tuyệt chủng Phấn Trắng đệ tam hay sự kiện tuyệt chủng kỷ Phấn Trắng cổ cận đã có tác động đáng kể đến đời sống thực vật ở khu vực Bắc Mỹ ngày nay. Trong một thời gian ngắn, 1/3 các loài thực vật cấp cao đã tuyệt chủng và bị chiếm lĩnh bởi xương xỉ. Chúng xâm chiếm các khu vực bị tàn phá do cháy rừng và sự tăng đột biến của cây dương xỉ ở thế cổ tân này là do chịu tác động bởi thiên thạch. Vào cuối thế cổ tân, thảm thực vật đã thích nghi với khí hậu toàn cầu ấm áp và ẩm ướt. Cây hạt kín, cây bụi, cây lá kim và dương xỉ đã giúp tạo nên những khu vực rừng trải dài đến tận cả hai cực. Bắt đầu là rừng nhiệt đới hiện đại, với thảm thực vật phát triển vào cuối thế cổ tân, tán cây nhiều tầng, cây cao, cây chịu bóng râm và lá lớn là những đặc điểm nổi bật của thảm thực vật vào thời điểm này. Một số đại diện nổi bật có thể kể đến như cây đay Tiliaceae, họ côm Eliacabaceae, họ thành thất Cimarubaceae. Bên cạnh đó, thảm thực vật cận nhiệt đới bao phủ phần lớn các lục địa phía Bắc và mở rộng tới 50 độ ở cả bán cầu Bắc và Nam, được bao phủ bởi các đầm lầy ngập mặn dọc theo bờ biển châu Âu và Tasmania của Úc. Sinh vật chiếm ưu thế ở các vùng đầm lầy ven biển này chính là họ rùa nước. Càng lên cao, thảm thực vật càng có sự thay đổi từ cận nhiệt đới đến những khu rừng xanh ôn đới được thống trị bởi cây sồi, nguyệt quế, đến những khu rừng rụng lá ôn đới mát mẻ. Chúng vốn được phát triển rực rỡ bởi sự kết hợp của thực vật hạt kín, hai lá mầm xuất hiện từ kỷ Phấn Trắng và vẫn tiếp tục phát triển và sinh sôi nảy nở. Động vật. Suốt 10 triệu năm, động vật có vú đã tiến hóa từ các dạng nhỏ, đơn giản thành đa dạng các kích cỡ. Một số động vật có vú đã tiến hóa thành các dạng lớn hơn để thống trị mặt đất, trong khi các loài khác có khả năng sinh sống trong lòng đại dương, các môi trường đất đặc biệt và thậm chí là cả trên không. Chim cũng tiến hóa đáng kể trong kỷ này, tiến hóa thành dạng cơ bản gần giống như ngày nay. Động vật có vú. Động vật có vú xuất hiện lần đầu tiên vào cùng thời điểm xuất hiện của khủng long trong kỷ Tam Điệp. Nhưng trong suốt thời kỳ thống trị của khủng long, động vật có vú vẫn nhỏ bé. Chúng được chia thành động vật như thú đẻ trứng, thú có túi và thú có nhau thai. Đại diện của ba nhóm này đều xuất hiện lần đầu tiên vào kỷ Phấn Trắng. Những động vật có vú sống sót sau sự kiện tuyệt chủng đã trải qua quá trình biến đổi mạnh mẽ để thích nghi trong thế cổ tân và đã thành công đến mức toàn bộ đại tân sinh còn được gọi là thời đại của động vật có vú. Đầu tiên là động vật có vú đẻ trứng Monotrim, hay còn gọi là bộ đơn huyệt, được đại diện bởi thú mỏ vịt từ Úc và thú lông nhím của Úc và New Zealand. Monotrim là động vật có vú cổ xưa nhất,
dấu vết hóa thạch monochim rất ít và có niên đại từ kỷ phấn trắng. Một trong số các loài động vật thuộc bộ đơn huyệt là Monochimedum. Chúng là họ hàng của thú mỏ vịt, có nguồn gốc từ thế cổ tân, nhưng sống tận Argentina ngày nay và là loài monochim đầu tiên được tìm thấy bên ngoài Australia. Động vật có vú, có túi, được gọi là thú có túi. Ngày nay, hầu hết chúng đều sống ở Úc, bao gồm gấu túi và chuột túi quen thuộc. Ngoài ra, tại Bắc Mỹ có một loài thú có túi là opossum và Nam Mỹ cũng là nơi sinh sống của nhiều loài thú có túi không kém. Hồ sơ hóa thạch của loài này có niên đại từ giữa kỷ phấn trắng ở Bắc Mỹ. Trong thế cổ tân, loài thú có túi ở Nam Mỹ đã tiến hóa thành loài ăn côn trùng nhỏ, động vật ăn tạp và dạng ăn thịt từ trung bình đến lớn với lối sống như chó, mèo và gấu. Cuối cùng, thú có nhau thai chiếm hơn 95% tổng số động vật có vú còn sống. Hồ sơ hóa thạch của động vật có vú có nhau thai có niên đại từ kỷ phấn trắng sớm. Vào thời kỳ đầu của thế cổ tân, các động vật có vú có nhau thai vẫn còn nhỏ. Rất ít loài đạt kích thước của một con cừu ngày nay, nhưng điều này đã thay đổi vào cuối thế cổ tân. Nhóm này của động vật có vú đã trở thành nhóm đa dạng nhất và thành công nhất. Các đại diện của nhóm này bao gồm các loài động vật móng guốc, linh trưởng và động vật móng guốc ăn thịt. Động vật móng guốc cổ xưa hay còn được gọi là Condylarthra là một trong những động vật có vú cổ tân đặc trưng nhất và chúng minh họa cho cấp độ tiến hóa của các động vật có vú cổ tân. Các bộ động vật móng guốc nhau thai hiện đại được cho là nằm trong nhóm cơ bản này. Loài tê giác răng nanh Dinoceratha là một loài động vật có vú móng guốc. Chúng ăn cỏ lớn, có sừng và răng nanh lồi, được biết đến từ thế cổ tân và thủy tân ở châu Á và Bắc Mỹ. Với khối lượng cơ thể lên tới 4 tấn rưỡi, chúng đại diện cho một số loài động vật có vú lớn xuất hiện sớm nhất trong thế này. Động vật ăn thịt lớn nhất thế này là họ Mesonychid. Mesonychid là động vật móng guốc ăn thịt có kích thước bằng sói. Chúng xuất hiện đầu tiên trong đầu thế cổ tân, sụt giảm mạnh vào cuối thủy tân và diệt vong hoàn toàn khi chi cuối cùng của họ này, Mongoleti, đã tuyệt chủng ở đầu thế tiệm tân, Oligocene. Hầu hết các loài động vật có vú phát triển mạnh mẽ trong thời gian này đã bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, một số loài động vật có vú vẫn vượt qua được và tiến hóa trong thế cổ tân, trở thành tổ tiên gần nhất cho các loài hiện đại. Chim. Các loài chim hiện đại Neonid đã thay đổi rất lớn để thích ứng với môi trường trong đại tân sinh. Bằng chứng hóa thạch về các loài chim hiện đại đầu tiên có niên đại khoảng 65 triệu năm trước. Chúng có thể được xếp thành hai nhóm dựa trên hình thái vòm miệng. Phần lớp chim mỏ cổ Balaenoanthi ngày nay được đại diện bởi các loài chim Nabidi nhỏ ở Nam và Trung Mỹ. Cùng với đó, bộ đà điểu Rati, những loài chim không biết bay bao gồm các loài đà điểu châu Phi, đà điểu Nam Mỹ, đà điểu Úc, đà điểu đầu màu và chim kiwi của New Zealand. Phần lớn Neonathi là phân lớp loài chim còn sống với hơn 9.000 loài. Một số đại diện của cả chim mỏ cổ và chim hàm mới đều xuất hiện từ cuối kỷ phấn trắng. Về sau, cả hai nhóm đều đa dạng hóa và trở nên phong phú trong đại tân sinh. Bò sát. Do điều kiện khí hậu thuận lợi của thế cổ tân, các loài bò sát đã phân bố rộng rãi hơn nhiều so với ngày nay. Trong khi các loài khủng long không tiến hóa thành chim, các loài bò sát biết bay và loài bò sát biển lớn đều tuyệt chủng vào cuối kỷ phấn trắng, thì tổ tiên của loài bò sát hiện đại không chỉ phải sống sót qua đại tuyệt chủng mà còn phải trải qua sự biến đổi lớn để thích nghi với môi trường mới. Trong khi những loài rùa biển lớn của kỷ phấn trắng đã biến mất, nhiều họ rùa biển nhỏ hơn vẫn tiếp tục phát triển rất phong phú. Cá sấu là một trong những sinh vật lớn nhất còn sống sót sau sự kiện tuyệt chủng kỷ phấn trắng. Các đại diện của loài cá sấu thực sự ngày nay thuộc phân bộ Eustachia, bao gồm cá sấu châu Mỹ, đã tiến hóa thành các loài vừa sống trên cạn và bán thủy sinh. Bộ Scamanda gồm thằn lằn và rắn cũng rất phong phú trong đầu đại tân sinh. Các loài hình dạng thằn lằn và rắn xuất hiện lần đầu vào kỷ Jura nhưng tiếp tục phát triển đa dạng vào thế cổ tân. Vừa rồi thông tin về thế cổ tân, giai đoạn đầu của kỷ cổ cận, kỷ đầu tiên thuộc đại tân sinh cũng chính là đại địa chất mà con người đang sinh sống. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Cách đây hàng triệu năm, trái đất đã trải qua nhiều giai đoạn nhiệt đới cực độ.
đặc biệt theo chu kỳ tự nhiên. Bạn có từng tưởng tượng sống ở Bắc Cực trong mùa hè nóng chưa? Hoặc cảm nhận trượt tuyết tại Bắc Cực khi nhiệt độ dưới 0 độ C chưa? Nhưng vào thời điểm cách đây 56 triệu năm, ngay cả ở Bắc Cực, bạn sẽ không thoát khỏi nhiệt độ nóng như mùa hè. Lý do là thế giới đang ở giữa giai đoạn nóng cực độ, được gọi là đỉnh nhiệt cổ Thủy Tân. Vào thời điểm đó, nhiệt độ ở cả hai cực của trái đất thậm chí còn gần bằng với khu vực nhiệt đới. Trong lịch sử, trái đất đã trải qua nhiều giai đoạn nóng lên, lớp băng ở giữa hai cực đã hình thành và tan ra nhiều lần. Hiện nay, trái đất tiếp tục trải qua giai đoạn nhiệt đới cực độ. Tuy nhiên, không chỉ vì chu kỳ tự nhiên, mà thay vào đó, biến đổi khí hậu được coi là một nguyên nhân quan trọng khác. Khí hậu của trái đất thay đổi tự nhiên qua hàng triệu năm, vòng quay quanh mặt trời của trái đất thay đổi chậm rãi, dẫn đến những biến đổi từ các mùa sang ánh sáng mặt trời. Một phần của kết quả của những biến đổi này là việc trái đất trải qua những giai đoạn băng hà và ấm hơn. Tuy nhiên, để tạo ra một giai đoạn nóng cực độ như thế Thủy Tân, việc thay đổi độ nghiêng của trục trái đất hoặc quỹ đạo của nó quay quanh mặt trời là không đủ. Các giai đoạn nóng cực độ luôn liên quan đến một nguyên nhân vô hình mà chúng ta hiện tại rất quen thuộc, tăng lượng khí carbon dioxide. Tuy nhiên, việc nâng cao nồng độ CO2 vào không khí trong các giai đoạn trước khi có sự xuất hiện của con người vẫn còn là một vấn đề đầy bí ẩn. Các nhà khoa học không thể hoàn toàn xác định nguyên nhân. Dự đoán tốt nhất của họ là rằng sự phun trào của núi lửa đã đưa khí CO2 vào không khí, giữ nhiệt và tan chảy các lớp băng khí methane đã bị đóng băng từ lâu ở đáy đại dương. Chẳng hạn, sự kiện tuyệt chủng Permian Jurassic đã xảy ra vài triệu năm trước sự xuất hiện của loài khủng long trên trái đất. Sự kiện nóng lên này diễn ra cách đây 252 triệu năm và cũng là kết quả của hoạt động núi lửa, dẫn đến biến đổi khí hậu kinh hoàng và tình trạng tuyệt chủng trên diện rộng. Nhiệt độ tăng lên tới 10 độ C so với mức tăng 1-2 độ C kể từ khi con người bắt đầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Khoảng 95% các sinh vật dưới biển và 70% sinh vật trên cạn đã tuyệt chủng. Thế Thủy Tân, thế Eocene, thế thứ hai trong ba thế của kỷ cổ cận Paleocene. Kỷ này kéo dài từ 65 triệu đến 23 triệu năm trước. Còn thế Thủy Tân, Eocene, bắt đầu từ 56 triệu năm trước và kết thúc vào 33,9 triệu năm trước. Nó nằm giữa thế cổ tân Paleocene và thế tiệm tân Oligocene. Tên Eocene có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp Eos, có nghĩa là bình minh, nói về sự xuất hiện và đa dạng hóa của nhiều nhóm sinh vật ngày nay, đặc biệt là động vật có vú và động vật thân mềm. Trong hầu hết thế Eocene, do thuộc tính nhiệt cổ Thủy Tân, khí hậu toàn cầu lúc này ấm và mưa nhiều, những chòm băng tồn tại ít hoặc không tồn tại, mực nước biển đầu thế rất thấp, tạo ra các cầu nối đất liền giữa châu Á và Bắc Mỹ, băng qua eo biển Bering, Bắc Mỹ và châu Âu qua Greenland, Australia và Nam Cực. Vào cuối kỷ nguyên, Nam Cực trôi dạt về phía Nam, mở ra một kênh nước sâu giữa nó và Australia, gây ra xu hướng lạnh đi toàn cầu, cho phép hình thành dòng hải lưu quanh Nam Cực. Thực vật. Sự thay đổi trong thảm thực vật bị giới hạn chủ yếu bởi sự di chuyển của cây cỏ trong phản ứng với sự biến đổi của khí hậu. Ban đầu, môi trường bao gồm các khu vực ẩm ướt, mát mẻ với rừng mở rộng và khu rừng ven biển trải dài, rừng rộng lớn ở các vùng cận cực. Cây cỏ cảm thấy thoải mái, rải rác đến phía Bắc, thậm chí như Alaska. Vào khoảng 49-50 triệu năm trước, sự kiện Azolla đã bắt đầu làm mát hành tinh. Cuối thế Thủy Tân, phần lục địa bên trong bắt đầu trở nên khô hanh hơn, rừng biến mất đáng kể. Thảm cỏ chủ yếu phát triển ở các bờ sông, bờ hồ và mang theo sự biến đổi theo mùa. Cây rụng lá bắt đầu thay thế các loài cây nhiệt đới thường xanh và nó chiếm phần lớn trên các lục địa phía Bắc. Vào cuối kỷ phấn trắng, những thứ cỏ quan trọng đã xuất hiện. Tuy nhiên, sự đa dạng và phổ biến của chúng đã tăng lên vào thế Thủy Tân. Cỏ đã khuyến khích sự phát triển của các loài động vật chăn thả đầu tiên như loài Eohippus. Cỏ cũng thúc đẩy sự tiến hóa của nhiều loài cây quen thuộc như bạch dương, tuyết tùng, hạt rẻ, cây du và sồi. Tóm tắt những kết quả này, sự phục hồi thảm thực vật trong thời kỳ Eocene bắt đầu đến giữa có thể chia thành 3 loại thảm thực vật rừng lá rộng ở vùng cận cực và thảm thực vật cận nhiệt đới ở các vĩ độ trung bình. Dựa vào hầu hết các nghiên cứu tái tạo trước đây, thảm thực vật nhiệt đới đã lan rộng gần như tới 60 độ Bắc, Tây Bắc Mỹ trong thế Eocene muộn. Hai thảm thực vật bổ sung đã được xác định, rừng lá kim hỗn hợp ở các khu vực cận cực ở phía Bắc và rừng bán rụng lá ở các vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới phía đông của Bắc Mỹ. Động vật có vú.
các hóa thạch cổ nhất của hầu hết các bộ thú hiện đại xuất hiện trong một giai đoạn ngắn của Thế Thủy Tân. Vào đầu Thế Thủy Tân, một số nhóm thú hiện đại mới đã xuất hiện ở Bắc Mỹ. Những loài thú hiện đại, chẳng hạn như các loài guốc chẵn, guốc lẻ, đặc biệt là động vật linh trưởng, chúng có những đặc điểm như chân thon dài và có khả năng cầm nắm, cùng với răng có cấu tạo chuyên biệt cho việc nhai. Vào thế này, xuất hiện nhiều loài động vật có kích thước bé hơn họ hàng của chúng, được gọi là dạng lùn. Tất cả các thành viên của nhóm này đều nhỏ, dưới 10 kg. Dựa trên so sánh kích thước răng thì thú Thế Thủy Tân chỉ bằng 60% kích thước của các thú Thế Phấn Trắng. Chúng cũng nhỏ hơn so với các loài thú sau này. Người ta cho rằng nhiệt độ nóng của Thế Thủy Tân đã làm những loài thú nhỏ hơn, bởi vì khi ấy chúng sẽ có khả năng quản lý nhiệt độ cơ thể tốt hơn. Các họ hàng đầu tiên của các loài hiện đại như ngựa, Eohippus, các loài rơi đầu tiên, Vicomoritherium và các loài linh trưởng gặm nhấm và thú túi, các dạng nguyên thủy cũ hơn của thú, giảm về đa dạng và tầm quan trọng. Những kẻ săn mồi động vật cỡ lớn trên đất liền bắt đầu hình thành dưới dạng những loài thú ăn thịt trên cạn như linh cẩu Hyaenodon và Deafenus, là dòng dạng đầu tiên của một họ động vật săn mồi từng thành công được biết đến với tên gọi gấu chó. Đây cũng là thời kỳ của các loài động vật ăn tạp như lợn săn mồi Entelodon. Chúng được xem là một trong số những loài ăn tạp lớn nhất từng tồn tại. Các loài động vật săn mồi thuộc họ mèo Nimravidae, bao gồm cả Dinistic, đã tự xác lập là một trong số những loài thuộc họ mèo xuất hiện sớm nhất. Các nhóm của họ cũng trở nên rất thành công và tiếp tục tồn tại qua Thế Thủy Tân. Tuy nhiên, chúng không phải là tổ tiên của những loài mèo thời nay thuộc họ Felidae. Không chỉ trên cạn, động vật có vú còn thống trị cả đại dương, với đại diện là Bacillosaurus, một loài cá voi nổi tiếng nhưng có tên rất chi là khủng long. Các loài cá voi tăng mạnh sau khi trốn khỏi đất liền và tìm đến biển xanh. Người ta gọi đó là thời điểm của sự chuyển đổi lớn từ động vật trên cạn sang động vật thủy sinh của bộ cá voi. Các loài thuộc bộ bò biển đầu tiên đã bắt đầu tiến hóa vào thời điểm này và cuối cùng sẽ tiến hóa thành loài duy nhất như sư tử biển và tiên cá bò biển mà chúng ta có thể thấy được ở các vùng biển của Việt Nam. Sau hàng triệu năm kể từ sự kiện tuyệt chủng cuối phấn trắng đầu cổ cận, để sinh vật đối phó với môi trường luôn thay đổi, các loài có vú đã có hướng đi khác với khủng long. Thay vì tăng kích thước cơ thể để lấy thịt đè người, thì chúng đã chọn cách tăng kích thước não của mình lên. Trái với câu của Từ Mã Ý, trong trường hợp này, người thông minh thì sẽ sống rất lâu. Và đó là câu chuyện nổi bật nhất trong Thế Thủy Tân, phần tiếp theo trong chuỗi video về kỳ cổ cận. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Lịch sử khí hậu của hành tinh này về cơ bản có thể chia thành hai trạng thái, ấy là trái đất nhà kính, Greenhouse Earth, và trái đất nhà băng, Icehouse Earth. Thoạt nghe thì những khái niệm hơi lạ tai này có vẻ như là cách gọi khác của hiệu ứng nhà kính, Greenhouse Effect, và kỷ băng hà, Ice. Tuy nhiên, chúng định nghĩa và nội hàm hoàn toàn khác biệt. Trái đất nhà kính dùng để chỉ thời kỳ không tồn tại bất kỳ dòng sông băng nào trên thế giới. Nhiệt độ thời kỳ này thường rất nóng, tuy nhiên, chưa đến mức gây ra hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát, cấp độ tồi tệ đến độ không thể đảo ngược của hiệu ứng nhà kính. Giai đoạn này chiếm khoảng 85% thời gian tồn tại của trái đất. Trái đất nhà băng thì ngược lại, những dòng sông băng xuất hiện trên bề mặt tinh cầu. Dù vậy, trạng thái này không đồng nghĩa với kỷ băng hà. Ví dụ, trái đất hiện nay dù đang bị báo động đỏ bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu do nồng độ khí nhà kính tăng vọt, nhưng với sự tồn tại của các hoang mạc băng giá tại hai vòng cực, thì chúng ta vẫn ở giữa giai đoạn trái đất nhà băng. Ở video nói về Thế Thủy Tân, Eocene, chúng ta được biết rằng trái đất đã đạt đến đỉnh điểm nóng bức trong suốt lịch sử hình thành, kéo theo đó là sự thịnh vượng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới, được mở rộng đến tận Bắc Cực và Nam Cực. Có điều như các cụ đã dạy, có thịnh thì tất có suy. Đến cuối kỷ này, đỉnh nhiệt đã chuyển sang tình trạng lao dốc nghiêm trọng. Tuy không đủ gây nên một kỷ nguyên lạnh giá trường kỳ trên phạm vi toàn cầu, nhưng vẫn kịp gây ra một kỷ băng hà mini ở hai đầu cực, mà hệ quả đến ngày nay vẫn còn thấy được bằng mắt thường. Cái lạnh bất chợt ùa về này cũng đã đánh dấu sự chuyển đổi một kỷ nguyên mới, từ Thế Thủy Tân nhà kính sang Thế Tiệp Tân nhà băng. Nguyên nhân nào đằng sau sự suy giảm nhiệt độ đó? Hệ thống thực vật bị biến đổi ra sao? Tất cả sẽ được làm rõ trong video ngày hôm nay. Chào mừng đến với Thế Tiệp Tân Oligocene. Mình là Lẻn. Tổng quan, Thế Tiệp Tân hay Oligocene là thế cuối cùng của kỷ địa chất cổ cận Paleocene, kéo dài từ 34 cho đến 23 triệu năm trước. Mặc dù giai đoạn chuyển giao giữa Thế Tiệp Tân và Thế Thủy Tân có xảy ra một cuộc tuyệt chủng hàng loạt,
được gọi là Grand Coupure, trong tiếng Pháp nghĩa là vết cắt lớn. Tuy nhiên, sự kiện này không được xem là ranh giới đánh dấu sự thay đổi giữa hai thời kỳ, mà thay vào đó chính cái lạnh đột ngột xảy đến. Nguyên nhân của vụ tuyệt chủng này mới được xem là lằn ranh đó. Về mặt khí hậu, điểm đặc trưng của Thế Tiệm Tân là nhiệt độ suy giảm trầm trọng, dao động từ khoảng 5 độ C ở vùng biển Na Uy đảo Greenland cho đến 11 độ ở Bắc Mỹ. Tính chung toàn cầu, nhiệt độ giảm trung bình 5-6 độ C. Nhiệt độ giảm đã dẫn đến hiện tượng suy giảm lượng mưa, có thể mất đến hơn 50% so với Thế Thủy Tân trước đó. Ước tình trạng băng giá xuất hiện và ngày một phổ biến. Ước tính, ở giai đoạn đỉnh điểm vào cuối thế này, diện tích bề mặt trái đất bị băng giá bao phủ lớn hơn ngày nay đến tận 25%. Mực nước biển cũng vì vậy mà thấp xuống trầm trọng, mất đi từ 75 đến 100 mét, mức thấp kỷ lục trong vòng 100 triệu năm trở lại đây. Hiện nay, chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân khiến nhiệt độ suy giảm nhanh chóng như vậy. Giả thuyết đáng tin cậy nhất là do sự suy giảm đồng độ của khí CO2 trong bầu khí quyển, khiến hiệu ứng nhà kính yếu đi thấy rõ, dẫn đến khả năng giữ lại nhiệt lượng từ mặt trời không còn tốt như trước. Bên cạnh đó, hoạt động của các mảng kiến tạo dẫn đến việc tạo ra những dòng hải lưu lạnh, chia cắt các miền lục địa cũng có thể góp phần không nhỏ. Về mặt địa lý, tại Thế Tiệm Tân, các mảng kiến tạo tiếp tục quá trình vỡ ra, va đập và tiến dần vào vị trí như ngày nay. Nam Cực trở nên biệt lập hơn khi các eo biển sâu được hình thành giữa Nam Cực với châu Úc và Nam Mỹ trong khoảng từ 49 đến 17 triệu năm trước đây. Ví dụ như eo biển Drake ở châu Âu, độ cao dãy áp đang dâng lên nhanh chóng khi mảng châu Phi tiếp tục đẩy về phía Bắc và va chạm vào mảng Á Âu, cô lập tàn tích còn sót lại của vùng biển Tethys cổ xưa. Tại châu Á, có giả thuyết cho rằng cao nguyên Tây Tạng có thể đã đạt đến độ cao gần như hiện nay vào cuối Thế Tiệm Tân do sự va chạm của các tiểu lục địa. Có thể là cả Ấn Độ và khu vực Nam Á. Sự rút lui của mực nước biển trong giai đoạn này có thể đã làm lộ ra các cánh đồng bằng ven biển rộng lớn ở châu Âu, bờ biển tiếp giáp Đại Tây Dương của Bắc Mỹ, cũng như những tuyến đường bộ kết nối châu Á với châu Âu và châu Âu với Bắc Mỹ. Hệ động thực vật. Nếu Thế Thủy Tân chứng kiến khung cảnh những cánh rừng lá rộng nhiệt đới có thể bành trướng tới tận hai vùng cực, và ngay cả ở hai vùng cực cũng có thể thấy bò sát đủ kích cỡ, loài đặc hữu của kiểu khí hậu ấm áp lòng nhòng khắp nơi, thì đến Thế Tiệm Tân, mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ. Sự mát mẻ trong tiết trời, đôi khi là lạnh giá, lượng mưa sụt giảm nghiêm trọng đã khiến cho những cánh rừng nhiệt đới và ôn đới xanh tốt trước đây dần lụi bại, thu hẹp dần trở về khu vực vĩ độ thấp nằm xung quanh vành đai xích đạo. Thế chỗ rừng nhiệt đới là sự mở rộng nhanh chóng của các thảo nguyên, sa mạc và rừng cây rụng lá ôn đới. Ở những lãnh nguyên băng tuyết thì rêu với dương xỉ chiếm ưu thế. Không chỉ khí hậu, Thế Tiệm Tân cũng là giai đoạn bản lề, chứng kiến sự biến đổi giữa hệ động vật xưa cũ sang hệ động vật tương đối hiện đại. Minh chứng là hầu hết các họ động vật có vú còn ngày nay đã xuất hiện vào cuối thế này. Chúng bao gồm các loài móng guốc ăn cỏ như ngựa ba ngón nguyên thủy, tê giác, lạc đà, hươu và lợn lòi, các loài ăn thịt thuộc họ chó, gấu, chồn và gấu mèo, gọi chung là Carnivora, bắt đầu thống trị khu vực châu Á, châu Âu và châu Phi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện và lan rộng của những vùng đồng cỏ thay vì rừng rậm đã khiến nhiều loài như ngựa, lợn lòi địa ngục Entelodon, tê giác và lạc đà đã phát triển ra cặp chân thon dài, cung cấp khả năng việt dã tốt hơn trên địa hình bằng phẳng, ít vật cản. Đáng chú ý hơn cả, ở Thế Tiệm Tân đã xuất hiện nhiều loài động vật có vú với kích thước rất lớn, có thể đạt đến mức khổng lồ. Điển hình như họ tê giác không sừng Paraceratheridae, phân bố tại Đông Âu, Nam Ấn Độ và Đông Bắc Trung Quốc. Chúng có thể cao tới 6 mét và nặng 20 tấn, là một trong những loài động vật có vú trên cạn lớn nhất từng xuất hiện trên trái đất. Cũng trong thời kỳ này, đất rừng Nam Mỹ lại tiếp tục chứng tỏ sự dữ dằn của mình khi tiếp tục là quê hương của nhiều loài độc lạ, hiếm có, khó tìm. Ví dụ như Pirotheria, một động vật có vú gần giống heo vòi hiện đại, nhưng cao gần bằng người lớn trưởng thành và sở hữu răng nanh dài nhọn, lộ hẳn ra ngoài như ở lợn rừng. Tất nhiên là chẳng thể bỏ qua những ông vua xứ này như cá sấu chân dài khổng lồ thuộc họ Cebecosuchian, hay giống chim khủng bố nặng hơn 300 kg đi săn cả cá sấu Frutracid. Sự to lớn bất thường của động vật vào thời kỳ này, đặc biệt là với những động vật hằng nhiệt như thú và chim, có thể được lý giải bởi quy luật Bergman. Quy tắc này do nhà sinh vật học người Đức Carl Bergman
công bố vào năm 1847. Nó phát biểu rằng đối với cùng một loài thì con sinh sống ở môi trường càng lạnh sẽ càng lớn hơn con sinh sống ở môi trường ấm áp. Nguyên lý ở đây là tỷ lệ diện tích bề mặt cơ thể so với thể tích ở những sinh vật cỡ lớn sẽ thấp hơn những sinh vật cỡ nhỏ. Vì vậy, giúp chúng phát ra ít nhiệt lượng hơn, giữ lại độ ấm cho cơ thể, giảm năng lượng tiêu thụ, giúp sống sót tốt hơn ở môi trường lạnh giá. Ở môi trường ấm áp thì không có nhu cầu tích trữ năng lượng nên kích thước cũng chỉ cần từ vừa vừa trở về nhỏ là đủ. Thế thủy tân, giai đoạn nóng nhất lịch sử cho thấy kích thước của thú có vú cũng vào loại nhỏ nhất. Khởi đầu của kỷ nguyên băng hà. Về cuối thế tiệm tân, nhiệt độ toàn cầu có ấm lên đôi chút, nhưng về cơ bản vẫn là lạnh hơn xưa rất nhiều. Nhưng tất cả mới chỉ là bình yên trước cơn bão, bởi theo ghi nhận lịch sử, nhiệt độ ở thế tiệm tân vẫn còn được đánh giá là ấm áp hơn nhiều thế trung tân Miocene liền sau nó, và có thể gọi là nóng bức so với thế thượng tân Pliocene kế đó nữa. Và điểm kết của chuỗi lạnh giá dần đều này chính là kỷ băng hà như chúng ta vẫn biết vào thế canh tân Pleistocene hoặc kỷ băng hà đệ tứ. Chưa bao giờ thấy câu nói của sếp Jon Snow thấm như bây giờ. Winter is coming. Không có chiều cao ngút tầm mắt, không có thân gỗ rắn chắc, cũng chẳng có hoa trái mọng nước. Nhưng thiên nhiên khắc nghiệt không thể ngăn cản sức sống mãnh liệt tiềm ẩn trong thân hình khiêm tốn ấy. Chẳng vùng đất nào không có dấu vết của chúng, trừ cái lạnh tuyệt đối của miền Nam Cực. Tuy nhỏ bé, nhưng chúng lại là họ thực vật quan trọng nhất đối với sự tồn vong của nhân loại. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có chúng mới thỏa mãn được cái ăn cho hàng tỷ con người, cùng bầy súc vật nhung nhúc cả bốn chân lẫn hai chân. Vâng, chúng ta đang nói đến họ thực vật với cái tên khoa học là Poaceae, trong tiếng Việt là hoa thảo, còn thân thuộc hơn chính là cỏ. Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đã thống kê được hơn 600 chi với trên 10.000 loài khác nhau thuộc họ cỏ. Dưới góc độ phân loại sinh học, cỏ không chỉ bao gồm cỏ dại hoặc cỏ cho gia súc ăn như ta thường nghĩ, mà còn có cả các loại ngũ cốc, cây mía, cây ngô nữa. Đừng quá ngạc nhiên, vì trước khi trở thành những giống cây thơm ngon và có thể ăn được như ngày nay, tổ tiên chúng ta ngày trước đã phải dành nhiều ngàn năm để phân loại, thuần hóa và lai tạo chúng từ hàng hà sa số những giống cây dại khi xưa. Các loài thuộc họ cỏ nói chung là loài thực vật chiếm ưu thế tại một trong những hệ sinh thái quan trọng hàng đầu trên trái đất, các thảo nguyên. Theo ước tính, hệ sinh thái thảo nguyên bao phủ khoảng 20% diện tích bề mặt đất liền, còn tính riêng ở châu Phi, con số này vượt quá 50%. Nhắc đến thảo nguyên, chúng ta thường nghĩ đến những vùng đất trải rộng ngút ngàn, được bao phủ bởi thảm cỏ xanh biếc đến tận đường chân trời. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang là vạn mã đôn bằng, gió bụi mù mịt. Muốn tận hưởng khung cảnh hùng tráng ấy, phải chịu khó theo chân đoàn lữ hành đến thánh địa Du Mục Mông Cổ hoặc cưỡi xe địa hình trên Sa Phan Phi Châu. Tuy nhiên, nếu sinh sống tại kỷ Tân Cận, chỉ cần mở mắt ra thôi, bạn cũng có thể bắt gặp cảnh này ở gần như bất cứ đâu. Trong chuyến hành trình ngày hôm nay, máy thời gian sẽ đưa các bạn dòng ruồi trên thảo nguyên vô tận của 20 triệu năm về trước. Hãy thắt chặt dây an toàn trước khi mình nhấn ga hết tốc lực nào, vì có lẽ bạn sẽ không muốn bị bắt kịp bởi một con chim điên rồ nào đó đâu. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kỷ Tân Cận, Miocene, là kỷ địa chất tồn tại trong khoảng từ 23 cho đến 2,58 triệu năm trước, bắt đầu từ khi kỷ Cổ Cận, Paleocene kết thúc cho đến khi kỷ đệ tứ hiện tại bắt đầu. Cho đến cuối kỷ này, trên bản đồ thế giới, các lục địa đã tiến vào gần đúng vị trí ngày nay như ngày nay chúng ta được biết. Bắc Mỹ và Nam Mỹ đã được nối liền với nhau bằng eo đất hẹp Panama sau hàng triệu năm tạm thời chia cắt. Châu Phi tiếp tục áp sát vào lục địa Á Âu. Phần còn lại của đại dương Tê Thít cổ đại biến mất, để lại tàn dư địa Trung Hải, Biển Đen, Biển Đỏ và Biển Caspi. Kèm theo với đó là sự hình thành của bán đảo Ả Rập. Trên địa Trung Hải, bán đảo Ý va chạm với phần còn lại của châu Âu để hình thành nên dãy núi Alps. Còn lại châu Á, tiểu lục địa Ấn Độ va chạm với khu vực Nam Á. Hệ quả là tạo ra nóc nhà của hành tinh hiện nay, sơn mạch Himalaya hùng vĩ. Điểm khác biệt dễ thấy nhất so với thế giới ngày nay của địa lý kỷ Tân Cận có lẽ là diện tích đất liền lớn hơn thấy rõ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do khí hậu ngày càng lạnh hơn, tiếp nối sự suy giảm nhiệt độ đã diễn ra từ cuối kỷ Cổ Cận trước đó. Tiết trời mát lạnh làm suy giảm lượng mưa. Các núi băng ở hai cực phình to ra khiến mực nước biển suy giảm từ hàng chục đến cả trăm mét, làm lộ ra những cây cầu đất nối liền Á Âu với châu Phi và lục địa Bắc Mỹ. Địa Trung Hải và Đại Tây Dương cũng từng bị chia cắt do sự kiện này. Sự tồn tại của những cây cầu đất này
có thể là cho đến tận khi băng tan. Khi thời kỳ băng hà kết thúc vào kỷ đệ tứ, đã tạo điều kiện cho sự giao lưu giữa các hệ sinh vật từng khá biệt lập với nhau trước đây, bao gồm cả con người, vốn có nguồn gốc là loài vượn người phương Nam Allopithecus, xuất hiện trước tiên ở châu Phi. Không dừng ở đó, khí hậu lạnh cùng với việc mực nước biển thấp cũng đã gây ra tình trạng suy giảm đa dạng sinh học nghiêm trọng ở các vùng biển. Do vậy, chúng đã tạo ra điều kiện hoàn hảo để nuôi dưỡng hai loài săn mồi vĩ đại bậc nhất nơi lòng đại dương, siêu cá mập Odontomegalodon và thủy cái họ cá voi Leviathan. Thảo nguyên mặt trời không bao giờ lặn, khí hậu lạnh và khô của kỷ Tân Cận đã tạo điều kiện lý tưởng cho hệ sinh thái thảo nguyên phát triển mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Các cánh rừng với cây cao rậm rạp tiếp tục bị thu hẹp. Ngoài ra, lượng mưa thấp, hiện tượng đóng băng gia tăng đã khiến nhiều sông suối khô kiệt, dẫn đến sự hình thành của các hoang mạc ở nhiều vùng châu thổ từng xanh tốt trước đó. Chứng nhân nổi tiếng nhất chính là sa mạc Sahara, được hình thành trong chính giai đoạn này. Thảo nguyên được cấu thành từ hai từ là thảo, là cỏ, nguyên là cánh đồng, ghép lại thành đồng cỏ, từ đồng nghĩa với nó trong tiếng Anh là savanna, hay còn gọi là savan. Theo ý nghĩa nguyên bản, savan còn được hiểu là vùng đất không có cây, nhưng có nhiều cây cỏ lớn nhỏ. Do vậy, nhiều người thường nghĩ thảo nguyên là nơi chỉ có kính thưa các loại cỏ. Tuy nhiên, theo thời gian, dần dần khái niệm này cũng được thay đổi. Từ chỗ chỉ có cỏ thì còn có thêm cả cây đủ kích cỡ, nhưng cỏ vẫn là loài chiếm ưu thế hoặc đóng vai trò quan trọng. Điều này là hoàn toàn phù hợp với các đặc tính về mặt sinh thái, tùy thuộc vào vĩ độ cao hay thấp, khí hậu cụ thể của từng khu vực địa lý, thổ nhưỡng, lượng mưa, nguồn nước, độ cao địa hình và nhiều nhân tố khác mà cỏ có thể bao phủ nhiều nhất, từ 25 cho đến 80% diện tích thảm thực vật. Kích thước và chủng loại cỏ theo đó mà cũng có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, dù có khác biệt nhiều hay ít, thì bất kỳ hệ sinh thái thảo nguyên nào cũng cung cấp môi trường lý tưởng cho những loài ăn cỏ cỡ lớn như voi, tê giác, bò rừng, linh dương, ngựa sinh sôi nảy nở bởi hai lý do chính: thức ăn dồi dào và hạn chế nơi ẩn nấp của những loài săn mồi thù địch. Những cái tên nổi bật nhất của thời đại này có thể kể đến là siêu voi Deinotherium, phân bố chủ yếu ở châu Phi và lục địa Á Âu. Chúng có thể nặng hơn voi châu Phi. Loài voi lớn nhất hiện nay còn sống đến gần 2,5 tấn, 13,2 tấn so với 6 tấn và cao hơn đôi chút, 4 mét so với 3,2 mét. Điểm lạ đời nhất của chúng là cặp ngà mọc ở hàm dưới và cong xuống dưới, thay vì mọc ở hàm trên và cong lên trên như voi hiện đại. Theo phỏng đoán là có chức năng đào rễ cây hoặc tước vỏ và lá ra khỏi thân cây. Dù mang cái tên theo tiếng Hy Lạp nghĩa là con thú khủng khiếp, nhưng kỳ thực lại khá lành tính trong hầu hết thời gian và chỉ trở nên đặc biệt nhạy cảm và hung bạo khi phải bảo vệ con non trước mối đe dọa mang tên Homotherium. Homotherium hay mèo nanh khỉ là một loài thuộc chi mèo nanh kiếm, có chung tổ tiên với loài cọp nanh kiếm Smilodon lừng danh. Răng của chúng ngắn hơn Smilodon nhưng dài hơn so với các loài săn mồi họ mèo hiện đại như hổ hay sư tử. Và dĩ nhiên, độ tàn bạo thì từ bằng đến hơn, chứ tuyệt đối không thể kém. Là thợ săn cự phách của đồng cỏ mà tốc độ trên thảo nguyên đương thời từ châu Phi sang tới tận châu Âu, rồi sau này là tới Bắc Mỹ. Về cơ bản, có thể xem Homotherium là một con báo grepa phiên bản siêu to khổng lồ với cân nặng gần gấp 3, tận 190kg so với xấp xỉ 70kg. Chúng không chỉ sở hữu hàm răng sắc nhọn mà còn vô cùng khỏe, đủ sức đâm xuyên qua da dày và kéo xác những loài ăn cỏ cỡ lớn như voi hay bò rừng về nơi trú ẩn. Nhìn chung, với tình cảnh đâu đâu cũng bắt gặp thảo nguyên thế này, thì Homotherium nói riêng và họ nhà mèo nói chung cứ gọi là thỏa sức tung hoành ấy nhỉ. Tuy nhiên, công thức này không áp dụng được cho đất rừng Nam Mỹ. Phải nói rằng rất may mắn cho Homotherium và nhiều loài khác trên thảo nguyên khi phải đến gần cuối kỷ Tân Cận, phần còn lại của thế giới mới bắt đầu được kết nối với Nam Mỹ, cũng như vị vua của xứ này, chim khủng bố Ferus Rasit. Dù không có sải cánh lớn, nhưng đổi lại, Ferus Rasit lại có đôi chân dài, dẻo dai, cho phép chạy với vận tốc lên đến 100 km/h, tạo ra lợi thế cách biệt khi truy đuổi mục tiêu trên các bình nguyên rộng mở. Lúc đi săn, Ferus Rasit có xu hướng dùng chân đá văng con mồi, ghim chặt chúng trên mặt đất, rồi dùng cái mỏ nhọn cứng như lưỡi cuốc, dài đến 40cm, bổ thẳng vào nơi hiểm yếu. Nhờ có cái cổ to, khỏe, mỏ của chúng có thể dễ dàng đâm xuyên qua cả hộp sọ, kết liễu nạn nhân bằng một đòn duy nhất. Người ta tin rằng sự tồn tại của Ferus Rasit
chính là nguyên nhân khiến loài thú phải cất đi nanh vuốt và náu mình trong rừng rậm. Dĩ nhiên, đất có thổ công, sông có hà bá. Nếu hệ sinh thái trên cạn của Nam Mỹ do Fruit Rashid thống lĩnh, thì khu vực ngập nước cũng xuất hiện những cái tên đáng gờm không kém, đó là Fruit Sarek và Mega Piranha. Hai cái tên vừa nêu rất có thể là nguyên mẫu để những nhà sản xuất phim ở Hollywood cho ra đời những tác phẩm có tựa đề kiểu như Cá sấu ăn thịt khổng lồ hoặc Thảm họa Piranha chẳng hạn. Purusorut là loài cá sấu lớn nhất từng được ghi nhận. Theo nghiên cứu vào năm 2015, ngay cả với những ước tính khiêm tốn nhất thì chúng vẫn dài hơn 10,3 mét và nặng đến 5,16 tấn. Riêng hàm răng đã dài đến xấp xỉ 1,5 mét và tạo ra lực cắn ít nhất 5,3 tấn. Chúng là bá chủ của hệ sinh thái ngập nước, có thể ăn những loài cá sấu nhỏ hơn, rùa, cá heo sông và dĩ nhiên là cả những con thú vô tình sa chân vào mép nước, nơi Purusorut đắm mình. Với Mega Piranha thì không có gì nhiều để nói, bởi riêng cái tên đã thể hiện sự đáng ngại của chúng rồi. Piranha, hay còn gọi là cá răng đao hay cá cọp, thường được biết đến như một loài cá nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm, dù chỉ to bằng bàn tay, nhưng hàm răng bén như dao cạo và lối kiếm ăn theo bầy đàn hàng trăm con của chúng, dễ dàng biến con mồi béo tốt thành bộ xương trắng hiếu trong chớp mắt. Bằng việc thêm vào tiền tố Mega, chúng ta thu được một con cá hung hăng y hệt, nhưng to hơn rất nhiều, với chiều dài khoảng 71cm và nặng 10 cân. Quan trọng nhất là chúng vẫn kiếm ăn theo bầy, cho nên bữa ăn của Mega Piranha không khác gì đại tiệc tùng xẻo, nghe khá là đau đấy. Tóm lại, dù tự nhiên có phần hà khắc hơn, nhưng kỷ tân cận vẫn cho thấy mức độ đa dạng sinh học ở mức rất cao. Nhưng các cụ đã dạy rồi, cực vật tất phản, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Thời tiết mấy chục triệu năm không hề có dấu hiệu ấm lên chút nào, mà đang ngày càng tệ hơn. Tiết trời từ chỗ se lạnh cuối thu, đầu đông chuyển sang dần rét buốt. Màu xanh của cỏ tươi hoặc màu vàng cỏ cháy được thay dần bằng đốm tuyết trắng, báo hiệu kỳ băng hà sắp đến. Băng giá từ hai cực đã lan dần về đường xích đạo. Nhưng lần này, ngoài cái đói và cái rét, còn một thứ nữa đã góp phần đẩy vô số muôn thú vào cảnh tuyệt diệt: sự trỗi dậy của một giống loài linh trưởng siêu việt. Dù không nanh, không vuốt, nhưng chúng đã vĩnh viễn thay đổi lịch sử hành tinh này. Đó là vượn người phương Nam, Allopithecus, tổ tiên sớm nhất của nhân loại. Trên nền đất phủ đầy tuyết trắng, có một con sóc, một con trồn hoặc là cái thứ gì cũng được, miễn không phải trốn xanh lè, đang nhìn ngang liếc dọc khắp nơi. Sau khi đảm bảo không có ai dòm ngó, nó hỉ hụi đào ra một cái lỗ nhỏ bằng đầu móng tay trên lớp băng dày, và rồi cần lực nhồi nhét báu vật của mình, một quả sồi to hơn cái đầu của chính nó, vào cái chỗ tí thẹo đó. Thiếu hiểu biết cộng với nhiệt tình bằng phá hoại, hành động cố chấp vừa rồi đã tạo ra một tiếng rắc. Những vết nứt khổng lồ lan ra nhanh chóng, cả núi băng khổng lồ sắp sụp đổ tới nơi. Còn nguyên nhân của mọi sự vẫn quyết tâm ôm ấp quả sồi quý giá đến cùng. Đấy là cách mọi chuyện bắt đầu. Hẳn không khó để mọi người nhận ra đây là phân cảnh mở đầu kinh điển của loạt phim hoạt hình tuổi thơ Kỳ Băng Hà. Ngoài giá trị giải trí, những bài học về gia đình và tình bạn, hành trình của bộ ba voi mammut Manny, lười xít và mèo nanh kiếm Diego, Kỳ Băng Hà cũng mang lại niềm vui thích tìm hiểu về một thời kỳ xa lạ, nơi trái đất đã từng là một quả bóng tuyết trôi nổi trong ngân hà. So với tuổi thọ của tinh cầu già nua này, khoảng thời gian ấy chỉ dài hơn một cái chớp mắt. Tuy nhiên, nó lại chứng kiến một trong những sự kiện quan trọng nhất xuyên suốt toàn bộ lịch sử tiến hóa. Ấy là sự trỗi dậy của một giống loài kỳ lạ. Chúng không có, hoặc nói đúng hơn là đã từ bỏ nanh nhọn, vuốt sắc, nhưng sau cùng lại có thể đạp đổ mọi kẻ to lớn nhất, hung bạo nhất để thiết lập nên nền văn minh đầu tiên. Hãy để máy thời gian kể câu chuyện về buổi bình minh của nhân loại. Quaternary, mình là Lẻn. Tổng quan, kỳ đệ tứ Quaternary là kỷ địa chất mới nhất trong đại tân sinh Cenozoic, bắt đầu từ khi kỷ tân cận Neogen kết thúc vào khoảng 2,58 triệu năm trước và kéo dài cho đến thời điểm hiện tại. Trước khi đi vào tìm hiểu sâu hơn vào điều kiện tự nhiên hay giới sinh vật, ta hãy bắt đầu từ cái tên không giống ai của kỷ này, đệ tứ. Nếu có đệ tứ, thì từ đệ nhất đến đệ tam đã đi đâu mất rồi, trong khi hai kỷ địa chất liền trước nó lại có danh xưng là cổ cận Paleogen và tân cận Neogen. Mọi chuyện bắt nguồn từ năm 1759, một nhà địa chất học người Ý tên là Giovanni Azuino đã lần đầu công bố phương pháp phân chia lịch sử địa chất thành bốn kỷ, từ xa tới gần, lần lượt là đệ nhất Primitive, đệ nhị Secondary, đệ tam Tertiary, đệ tứ Quaternary. Giovanni Azuino
đề xuất sự phân chia này dựa trên cơ sở quan sát các lớp trầm tích ở khu vực phía nam dãy núi Alps thuộc Bắc nước Ý. Tuy nhiên, dần ra do cách thức này không còn đúng với mọi trường hợp ở những khu vực địa lý khác ngoài nước Ý, nên khái niệm kỷ đệ nhất và kỷ đệ nhị không còn được sử dụng nữa. Kỷ đệ tam từ năm 2007 đã được Ủy ban Quốc tế về Địa tầng học ICS khuyến nghị sử dụng thay thế bằng thuật ngữ chuẩn xác hơn là kỷ cổ cận Paleogene và kỷ tân cận Neogene. Riêng đối với kỷ đệ tứ, dù tên gọi được giữ nguyên nhưng nội hàm cũng đã có khác biệt. Thuật ngữ đệ tứ ban đầu vốn được Giovanni Azuino dùng để chỉ bồi tích trong thung lũng sông Po ở Bắc Ý. Còn thuật ngữ đệ tứ như hiện tại lại được nhà địa chất học người Bỉ Jules Desnoyers dùng để mô tả trầm tích ở lưu vực sông Seine tại Paris. Điều kiện tự nhiên, nhìn chung, ở kỷ đệ tứ, bề mặt trái đất không có quá nhiều khác biệt so với ngày nay, ngoại trừ việc tồn tại những con đường kết nối Bắc Mỹ với châu Âu và miền Bắc của châu Á. Nguyên nhân của hiện tượng này là mực nước biển là tình trạng mực nước biển thấp do tình trạng băng giá phổ biến. Nghe thì hơi chút khó tin, nhưng đây lại là sự thật. Bởi theo thông lệ quốc tế, thêm lục địa được hiểu là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển kéo dài hàng trăm hải lý. Tính từ phần ngoài của lãnh hải cho đến tiếp giáp vùng biển quốc tế, độ sâu trung bình khu vực này đạt từ 2.200 đến 2.500 mét. Vậy mà trong giai đoạn cực đại băng giá cuối cùng, kỷ băng hà gần nhất, rất nhiều thêm lục địa đã từng là đất liền. Phải cho đến cuối kỷ này, vào khoảng 10.000 năm trước, khi thời kỳ băng hà cuối cùng kết thúc, khí hậu ấm lên khiến băng tan chảy làm mực nước biển dâng lên, che lấp đi những tuyến đường này. Kết quả như ngày nay là Bắc Mỹ và châu Âu bị chia cắt bởi Bắc Đại Tây Dương, trong khi điểm cực đông của châu Á và điểm cực tây của Bắc Mỹ chỉ cách nhau có 85 km, được ngăn đôi bởi eo biển Bering. Ấy là về địa lý. Còn về khí hậu, phần lớn thời gian tồn tại của kỷ đệ tứ đến nay tương đương với kỷ băng hà gần nhất. Do đó, khí hậu đặc trưng của kỷ này là lạnh giá trong phần lớn thời gian. Băng hà thì đương nhiên là phải lạnh, nhưng cụ thể là lạnh tới đâu? Theo một nghiên cứu từ Đại học Arizona, Hoa Kỳ, thì nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn băng hà kỷ đệ tứ là 7-8 độ C. Nghe thì chưa thấp cho lắm, vì nhiều nơi ngày nay còn lạnh đến âm độ mà con người vẫn sống được đấy thôi. Nhưng xin hãy nhớ cho, chúng ta đang nói đến phạm vi toàn cầu. Và đây là cơn lạnh kéo dài trong ít nhất hàng nghìn năm liên tiếp, chứ không phải thay đổi theo mùa. Ngày nay, chưa cần đến cái đập bàn la hét của những tổ chức bảo vệ môi trường hay những con số thống kê mang tính vĩ mô về hiện tượng nhà kính El Nino hoặc El Nina, thì chúng ta vẫn dễ dàng cảm thấy khí hậu đang nóng dần hơn qua từng năm. Dẫu vậy, nhiệt độ trái đất trung bình tính đến ngày 4 tháng 7 năm 2023 mới chỉ loanh quanh mốc 17 độ C. Còn cả thế kỷ 20, sục sôi khí thế công nghiệp hóa mới chỉ có 14 độ C. Cái đáng sợ không phải là nhiệt độ cao, mà là tốc độ gia tăng do hành vi của con người, chỉ vài trăm năm bằng trái đất tự thân vận động trong hàng chục thế kỷ. Một vấn đề khác thường bị nhầm lẫn về băng hà kỷ đệ tứ, đó là hiện tượng băng giá diễn ra trên phạm vi toàn cầu liên tục không ngắt quãng từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Trên thực tế, mỗi kỷ băng hà thường bao gồm hai thời kỳ diễn ra xen kẽ nhau là thời kỳ đóng băng và thời kỳ gian băng. Vế đầu thì dễ hiểu rồi, còn vế sau thì cần phải giải thích một chút. Gian băng có thể tạm hiểu là một thời kỳ ấm áp hơn diễn ra trong kỷ băng hà và làm băng ở hai cực tan ra phần nào, do đó sự sống mới có cơ may trở mình. Vì vậy, có một số quan điểm học thuật cho rằng kỷ băng hà thật ra vẫn đang tiếp diễn và chúng ta đang ở trong giai đoạn gian băng. Sự ấm áp này sẽ tiếp diễn trong vài chục nghìn năm nữa trước khi giai đoạn đóng băng kế tiếp xảy đến. Giới sinh vật. Sinh vật kỷ đệ tứ rất gần gũi với ngày nay. Tuy rằng có nhiều điểm khác biệt do ảnh hưởng môi trường sống, đặc biệt là khí hậu, thú có vú thời kỳ này rất phong phú và đa dạng. Cho đến khoảng 10.000 năm trước, xuất hiện nhiều loài thú lớn, đạt kích thước đến tầm khổng lồ như voi ma mút, nai khổng lồ, Megaloceros, lười đất khổng lồ, Megatherium, gấu mặt ngắn khổng lồ, Arctodex. Điều này có lẽ là để thích nghi với môi trường lạnh giá, bởi tỷ lệ thể tích cơ thể lớn so với bề mặt da sẽ giảm khả năng mất nhiệt. Để tăng hiệu quả làm ấm, thì nhiều loài còn khoác thêm lớp da thô dày và lông lá rất rậm rạp. Một điểm thú vị khác của giới động vật giai đoạn này là sự di cư của những loài từ lục địa này sang lục địa khác do sự hình thành của những cầu nối đất liền xuyên biển xuất hiện trong thời gian mực nước biển thấp. Minh chứng của những điều này là tồn tại điểm tương đồng giữa những loài động vật vốn xuất hiện lần đầu tiên trên các châu lục khác nhau
chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, có thể tìm thấy dấu vết hóa thạch của các loài mèo nanh khỉ Homo therium và voi ma mút, vốn là những loài có quê quán gốc là ở châu Phi. Ở châu Mỹ thì quá trình này diễn ra sớm hơn, từ cuối kỷ Tân Cận, do sự hình thành dải đất Panama nối liền Bắc Mỹ với Nam Mỹ đã thúc đẩy quá trình di cư theo cả hai chiều. Tuy nhiên, kết quả thì không giống nhau. Trong khi những loài miền Bắc kéo xuống, nhanh chóng giành ưu thế trước những loài bản địa, dẫn đến việc nhiều loài đặc hữu biến mất, đơn cử như chim khủng bố, Ferus racis, thì những loài miền Nam đi lên lại không giành được ưu thế đáng kể nào. Nằm ngoài công cuộc giao lưu văn hóa vô cùng sôi nổi này là châu Úc. Nếu ở Việt Nam có câu, con gì nhúc nhích được, đều ăn được, thì xứ Úc cũng có câu, con gì nhúc nhích được, đều thịt bạn được. Nguyên do là bởi mảnh đất này xuất hiện nhiều loài sinh vật độc lạ, không thể tìm thấy ở nơi nào khác, và trong số chúng tồn tại rất nhiều loại hung dữ như kangaroo hoặc kịch độc như nhện, rắn. Căn nguyên thì cũng rất đơn giản, trong khi các lục địa khác ra vào tấp nập, thì châu Úc lại bị cô lập với phần còn lại từ nhiều triệu năm trước bởi những vùng biển sâu. Vì thế, hệ sinh thái này cũng phát triển theo hướng độc đáo, không đụng hàng. Cách đây khoảng 10.000 năm, trái đất bắt đầu chứng kiến sự tuyệt chủng của nhiều loài thú trên các châu lục. Sự kiện tuyệt chủng này khá kỳ lạ vì đối tượng chính của nó là những loài thú có trọng lượng lớn hơn 40 kg. Nguyên nhân được chấp nhận nhiều nhất hiện nay là sự thoái trào đột ngột của các sông băng trong kỷ băng hà khiến các sinh vật không thể kịp thích nghi. Tuy nhiên, nếu chỉ do khí hậu thì vì sao nhiều loài sống gần các vùng cực lại không di cư đến đó? Và tại sao những thời kỳ gian băng trước đây lại không xảy ra hiện tượng tuyệt chủng hàng loạt như vậy? Đây chính là thời điểm nhân vật chính lên sàn. Xin giới thiệu con người. Sự trỗi dậy của loài người. Theo quan điểm di truyền học phổ biến, thì tổ tiên đầu tiên của con người, vượn người phương Nam đã xuất hiện ở châu Phi từ hơn 4 triệu năm trước. Tách khỏi những họ hàng linh trưởng gần gũi nhất là hắc tinh tinh chimpanzee để đặt viên gạch đầu tiên cho họ người Homo nidei. Trong nhiều triệu năm tiếp theo, họ người tiến hóa không ngừng, theo hướng khối lượng não ngày một lớn hơn, dáng đứng thẳng bằng hai chân, hai bàn tay có thể thao tác linh hoạt, đồng thời từ bỏ đi các đặc điểm hoang dã của thú vật như lông lá, nanh vuốt, dáng di chuyển bằng cách bò. Và đến khoảng 300.000 năm trước đây, vượt qua mọi thành viên khác của chi người Homo, tổ tiên đích thực của chúng ta đã xuất hiện và tồn tại cho đến tận ngày nay, Homo sapiens, hay còn gọi là người tinh khôn. Thuở xa xưa thì tổ tiên con người không khác dã thú là mấy, nhưng từ 2,5 triệu năm trước, con người đã biết cách sử dụng những mảnh đá để làm dụng cụ phục vụ cuộc sống. Đây chính là khởi nguyên của thời kỳ đồ đá cũ, bước đầu tiên đưa nhân loại thoát ra khỏi đêm trường tối cổ. Từ đó trở đi, nhân loại dần dần không chỉ biết lựa những tảng đá có sẵn để sử dụng, mà còn gia công chúng thành nhiều hình thù phù hợp bằng những cách thô sơ, ghè, đập. Theo thời gian, trình độ gia công ngày một tinh xảo hơn và đạt đến đỉnh cao vào khoảng 10.000 năm trước. Mốc thời gian này chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần vì nó rất quan trọng, đánh dấu nhân loại chuyển từ thời kỳ đồ đá cũ sang đồ đá mới. Ở giai đoạn này, kỹ thuật chế tác công cụ đá đã đạt đến trình độ hoàn mỹ. Nghề chế tác đồ gốm cũng phát triển, công cụ lao động tốt hơn, giúp năng suất lao động nâng cao. Với trí thông minh, vũ khí sắc bén, đặc biệt là sự xuất hiện phổ biến của cung tên, nhân loại dễ dàng vây giết những quái thú nguy hiểm như voi ma mút hoặc mèo nanh kiếm, thậm chí là đẩy chúng tới bờ vực tuyệt chủng. Một số loài dù không bị ăn, nhưng ngược lại được thuần hóa để trở thành gia súc. Không chỉ vậy, kể từ giai đoạn này, con người cũng đã bắt đầu thoát ly khỏi sự phụ thuộc vào săn bắt hái lượm, mà còn kết hợp với cả làm nông và chăn nuôi để có nguồn thu thực phẩm ổn định. Vật phẩm không chỉ đủ dùng mà còn dư giả, bắt đầu phát sinh hoạt động trao đổi hàng hóa giữa các cộng đồng người, nền móng đầu tiên cho thương mại. Ngoài công cụ, nhân loại còn đạt được một phát kiến quan trọng khác, đó chính là tìm ra lửa và sau đó là tạo ra lửa. Con người dùng lửa để chiếu sáng, sưởi ấm, đe dọa mãnh thú và nấu ăn, một điều quá lạ lẫm với mọi loài thú khác. Theo nghiên cứu, con người có thể đã sử dụng lửa sớm nhất từ 800.000 năm trước và rất có thể là chính nhờ tạo ra được lửa, con người mới dám di cư từ châu Phi đến nơi khác. Tất cả những điều trên đã đặt nền móng để đưa nhân loại từ chỗ ăn lông ở lỗ để tiến lên, tách ra khỏi giới hoang dã, hình thành nên những tổ chức xã hội cấp cao được liên kết không chỉ bởi nhu cầu sinh tồn đơn thuần mà còn là những giá trị về lợi ích kinh tế, giai cấp, tôn giáo, tín ngưỡng, sau cùng là vươn tầm đến cấp độ văn minh, có chữ viết, luật pháp và nhà nước. Lần đầu tiên trong lịch sử tiến hóa, một chủng loài không có ưu thế vượt trội về thể chất
đã vươn lên địa vị thống trị bằng quyền năng của trí tuệ. Thật hy vọng rằng kỷ nguyên huy hoàng ấy sẽ mãi trường tồn, không thể vì lòng tham của một số bộ phận nhỏ mà đánh mất tương lai của cả giống loài. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!